Đây rồi. Đây là phần ăn của một con lợn. Không thể nào mà có người thường nào, có người bình thường nào mà ăn được như đây đồ hết trơn rồi. Và giới thiệu mọi người, đây con thỏ lai lợn. Nó vẫn uống một ly nước ngọt có ra nữa. Và nó nói rằng đó là tôi muốn nói thêm vấn đề này thì là mày nói gì mày nói lại. Sáng giờ thì đi rất là nhiều mọi người, tôi đã đi tới bốn cảnh chùa và cái cách đi của tôi là đi bộ. Không, thì xe túc 120 một cảnh chùa. Ừ, nhưng mà đi vô trong những cái cảnh chùa là phải đi bộ và 10 bước. Nghĩa là mất đến 2.000 đến 5.000 calo. Và mỗi dĩa đây tôi tính trung bình là khoảng 500 calo thì 1 2 3 ly nước mắm không tính, là nước mắm nha. Không tính. Đây là dĩa giò ăn hết rồi. Cái này là nước mắm, còn cái này là tô tôm dâm là có ăn hôi nang nữa. Không ăn. Nó không ăn cay. À. Nhưng mà nó ăn gừng thì mày điên hả? Thì cái này cộng lại khoảng 1.000. Là củ riêng. Có ngàn rồi mọi người, nghĩa là bây giờ 2.000 mà trừ ngàn là chỉ còn thiếu 1.000. Anh uống một ly Coca-Cola nữa là 500 calo, nghĩa là chỉ còn bị thiếu 500 calo. Mày ăn với chị tao đi. Chết rồi, tao vô. Chán vậy. Bận đồ để bận đồ đồng phục của người công nhân. Tay thì như là tay gấu, ăn là như heo. Mày nè, quay lại. Không, quay lại.